Từ nhà đến đây là 15 phút. Giờ ra đi một vòng tí. Đây là phía ngoài hơi hoang sơ. Mấy người mà không thích ồn ào thì ra đây. Còn phía bên kia thì đông đúc, ăn chơi. Ở đây thì mấy người có gia đình thì đến đây nếu không muốn ồn ào. Và hôm nay là người bà các bên kia là và bà con dẫn con cái ra. Hôm nay vắng tại vì là ngày thứ hai, tại cuối tuần đi đông đúc, lần thứ hai nghỉ nửa ngày ra ngoài đây thì khỏi ồn ào. Đây nít chơi. Người ta nằm đây bớt bao nhiêu thư giãn. Đây là cái vịnh, đi vòng qua kia cái là gì đây, là có cái cầu bắc ngang qua cái bán đảo thì biển ở ngoài ngoài khơi đẩy vô trong cái vịnh này. Mình nằm trong cái vịnh thì nó không sóng nhiều, nước trong không. Lát nữa đi xuống cầu thì sao. Đây là một tắm nắng kìa. Tắm nắng và ăn trưa ngày 12 giờ. Mấy người có tàu thì đây là tàu, mấy người có cái tàu thì dân nghèo đây nè, phơi nắng trên tàu luôn. You're not successful, huh? Okay, good luck. You too. Ngồi hỏi ông thì câu câu được câu nào ông nó chưa câu được. Bà vợ thì nằm trên kia phơi nắng, bà vợ thì nằm trên tàu phơi nắng, ông chồng thì ngồi câu. Cởi giày ra đi xuống đây trong. Kia là đi vòng các cái bến kè bán đảo. Giờ là như này bên cái bán đảo này, câu cá ở ngoài kia là biển chạy bằng vào cái em
Thì trong này cái nước tương đối nó không có sóng nhiều, yên lặng. Caught any fish? Oh no. Okay, good luck. Thank you. Ông nói thì ở đây thì thư giãn. Thư giãn câu cá. Hôm nay cũng vậy đây. Đi thư giãn. Any luck yet? Oh, not yet. So a couple people catch a fish offshore. Okay, so you have to take the boat, right? Yeah. And they're restricted on our fishing for the next half hour or so. Because? Regulations on high tide. Okay, safety. Probably, right? I think so. All right, good luck, man. Have a great day. All right. Hỏi thằng này là câu cá nó chưa có bắt được cá, bây giờ là như này. Mình đi mình thấy cái thủy triều đang lên mà khoảng nửa tiếng nữa là lên cao nhất. Thì cái nhân viên của cái kiểm ngư nó không cho đứng đây câu, tại vì bây giờ lên cao quá thì nguy hiểm đến mấy cái người mà đứng đây câu. Lên cao quá nó kéo ra ngoài trên núi, thành ra nó cấm. Bây giờ câu đến nửa tiếng thì không được câu cho đến lúc mà thủy triều xuống thì mới được. Bây giờ là đến cái chỗ mà cái biển ngay bên kia cái bán đảo thì đông người. Đây thì đông người ta ra ngoài người ta tắm. Tại vì bên này là biển, còn chỗ bên này thì khách sạn với lại chỗ ăn chơi. Thành là phải đổi cái dép này. Để lát nữa đi xuống biển. Khỏi mất công khách cái giày. Ở đây ở đông đúc người. Bây giờ là 12:40 trưa. Cái này rộng. Đây là thủy triều lên rồi, có nghĩa là cái nước biển nó kéo lên. Chứ còn mà thủy triều mà xuống thì cái biển nó còn xa tốt ngoài kia luôn. Đông người. Ta phơi nắng. Mấy đứa này là phơi trời nắng như này mà nó phơi. Tình em quá lớn với những đam mê.
dần lớn với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, chìm trong nỗi đau. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Thứ hai mà đông như này mà cuối mùa hè này, sắp đến tháng 8 rồi, chắc khoảng tháng 7, tháng 8 đông nghẹt thật là thiệt. Và từ nhà ra đây 15 phút mà cũng không bao giờ ra, đây là lần đầu tiên trong trong năm ra. Mà ra là phải ra ngày cái thường bị nửa ngày ra trong rồi đông đúc lắm. Nếu mà có ra ra cái chỗ bên kia bán đảo thì nó mới một ngày xanh nắng hè, anh sẽ tôi vẫn chờ anh mãi, đêm sao khuya tìm mắt cái bàn nó chỉ giống như là thủy triều lên cao á, mà ra tắm cái là nó bị kéo ra ngoài
kéo rằng là khơi chết. Đây bà này, đây là bằng tiếng tiếng Anh. Đây là tiếng Tây Ban Nha, Spanish. Còn đây là tiếng Pháp. Le Conqueror Courant. Si vous êtes de prix dans un contre-courant. Ne nagez pas à contre-courant. Và không nên bơi trong lúc mà có cái rip current. Si vous ne pouvez pas échapper au contre-courant, flottez ou nagez sur place. Si vous avez besoin d'être crié et ou agiter les bras afin qu'on vienne à votre secours. Ne jamais nager seul, có nghĩa là đừng có bao giờ mà bơi một mình. Oui, Mademoiselle La Rose sans épine. Hướng sang. Dương. Sạch sẽ. Còn cái này muốn tắm thì cái này này. Đây phía dưới. Ở đây đều có mấy trạm vậy hết. Là lái xe hơi xa hơn cái hơi xa hơn cái biển mà có du khách lại đông. Đây vắng mà toàn là biển đá. Cho nên người ta xây mấy cái tường cao như này, này để chặn sóng lúc mà có bão ở ngoài biển vô thì này nó chặn lại. Để sóng khỏi đánh vô trong nhà người ta. Đây là đá không thôi, biển đá không thôi. Biển đá. Từ đây mình chạy lên kia là qua tiểu bang khác. Để hướng đó là đi qua tiểu bang khác rồi lên Canada, Montreal. Với lại thành phố nó gọi là thành phố Montreal, là thành phố Trois-Rivières. Ở kia là đô tình nhân, chắc cái này nó xa quá nó không bay tới. Có cặp tình nhân ngồi ở kia, nhìn thấy cái tài chuyện cặp tình nhân ngồi kia. Đây sông hẹn biển. Thường ra đi chơi là hay đi lượm mấy cái đá mà sóng biển nó đánh vào hồ mòn nó thành tròn, mà về nhà làm cái đồ mà chất giấy lại như này, tròn như này, mà về nhà nó sóng biển nó đánh vào thành mấy hòn đá nó tròn như này. Rồi đi chơi, lướt về nhà chơi. Cho đi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Nói với tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng linh bóng đôi khi có khi không. Bây giờ đi về. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng. Em cho tôi bao ưu phiền lắng động.
phúc cho mọi người. Tôi lái về. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay. Câu này là băng qua cái đường đi. Có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay là xuống dưới kia coi mấy người câu cá. Chỗ mà cái du khách